Khi nào bạn nhận ra cô bé bị ốm, khí hư bất thường, xuất huyết âm đạo, bút khi đi vệ sinh. Đau khi quan hệ, ngứa và nổi mẩn vùng kín, đau vùng chậu, e ngại giấu bệnh chỉ càng dễ khiến hạnh phúc đổ vỡ. Nguy cơ u sơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung, nhiễm trùng buồng trứng, xuất huyết âm đạo. Cô bé ẩm, ngứa, hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, mất ngủ dai dẳng, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vô sinh, sinh non, đe dọa tính mạng thai nhi, Lady Care về giúp cô bé khỏe mạnh và tự tin. Điểm đặc biệt của Lady Care V là thành phần chiết xuất từ cây Nam Việt Quất. Có khả năng bổ huyết điều kinh, cân bằng nội tiết và dự phòng bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho chị em phụ nữ. Kết hợp với các biện pháp Tây y giúp hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa đạt hiệu quả như mong muốn. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nguyên, Phó khoa Nội tiết bệnh viện Phụ sản Trung ương, Lady Care V sự lựa chọn thông minh của các chị em thành phần bột nam việt quất parkrun nhập khẩu từ mỹ được chứng nhận sáng chế độc quyền đặc trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa kết hợp với thành phần thảo dược truyền thống an toàn không gây kháng thuốc không tác dụng phụ sản phẩm có tỷ lệ chống tái nhiễm cao khi người sử dụng tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ phù hợp với người việt nam khí hậu nóng ẩm dạng viên nang dễ uống dễ dùng hợp lý với đối tượng dậy thi và mọi đối tượng Mọi lứa tuổi, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm viên uống Lady Care V. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Lady Care v bán ở đâu, viên uống Lady Care V có tốt thật không, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích viên uống Lady Care V có tốt không. Sản phẩm được nghiên cứu trong nhiều năm liền bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sử dụng nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng và đạt tiêu chuẩn dược dụng theo quy định của cơ quan quản lý. Tiến hành sản xuất dưới dây chuyền hiện đại và tiên tiến, cho ra đời dòng sản phẩm chất lượng cao Lady Care V. Hiện nay sản phẩm đã được cấp phép lưu hành trên thị trường Việt Nam, số đăng ký sản phẩm. 9442 phần 2019, DKSP, một số ưu điểm của Lady Care V so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường sản phẩm có nguồn gốc thảo dược an toàn, lành tính, hầu như không gây ra tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa, đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, không cần kết hợp sử dụng thêm các sản phẩm đặt đường âm đạo gây bất tiện cho người dùng. giảm tỷ lệ tái phát sau khi điều trị. Lady Care về dạng uống đơn giản và dễ dàng sử dụng. thích hợp với đa số các chị em. viên uống Lady Care về bán ở đâu? hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm Lady Care về tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Lady Care về để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua Lady Care về trực tiếp từ nhà sản xuất bước một anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của Lady Care V sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Lady về chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Lady về để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.